Ở tập trước, Ít Kiều tự nhận mình chỉ là quân lính bình thường và dọa bọn giặc rằng nước mình còn nhiều người tài giỏi hơn. Tướng giặc dụ dỗ Ít Kiều chỉ điểm cho ông ta đi bắt người. Ít Kiều giả vờ đồng thuận, lợi dụng lúc quân giặc sơ hở, chàng nhảy xuống nước thoát thân. Hắn nhảy xuống nước rồi, cung tên đâu, bắn hắn cho ta. Nhảy xuống nước, bắt hắn lại cho ta, nhanh lên. Cử thêm các thuyền đi cho ta, lùng bắt bằng được. Các ngươi tìm thật kỹ trên bờ, dưới nước cho ta, để xem hắn trốn dưới nước được bao lâu đây. Dùng giáo thật dài đâm xuống nước, lùng bắt hắn. Chắc chắn là hắn đang trốn dưới nước, trong những bụi cây gần bờ kia. Trời sáng rồi, chúng ta rút quân thôi. Coi chừng lọt vào bẫy của chúng. Hắn ở dưới nước lâu như vậy, chắc là không sống nổi đâu. Dưới nước không thể giết được ta, nhưng ở trên bờ ta lại sắp kiệt sức vì mất máu quá nhiều. Cô là ai? Ta tên là Vân. Ta đang giúp chàng uống nước. Chắc chàng bị khát và kiệt sức vì mất máu. Xin thứ lỗi, ta đã mạo phạm. Chàng đã gặp nguy hiểm gì sao? Ta thấy chân chàng bị thương rất nặng. Nàng đã cứu ta sao? Sáng nay ta đi chợ sớm đổi cá lấy gạo. Trên đường về ta gặp chàng nằm ngất xỉu bên vệ đường. Ta đã tìm cha ta đến cứu chàng. Chàng trai này may mà gặp cha con ta nên mới được cầm máu kịp thời. Giờ chúng ta tính sao với người này đây cha? Nhìn vết thương trên đùi cậu ta, chắc chắn là đã đụng độ với kẻ rất độc ác. Chúng ta giúp người thì phải giúp cho trót. Trước mắt hãy đưa cậu ấy về nhà chúng ta, chờ cậu ấy tỉnh dậy rồi tính tiếp. Ơn cứu mạng của cha con nàng, ta quyết không quên. Cha con ta giúp người không cần báo đáp, chỉ cần cậu mau chóng khỏe mạnh là cha con ta vui rồi. Tạ ơn ông đã cứu mạng. Tôi có thể ra bên ngoài xem xét nơi đây là đâu không? Vết thương trên chân chàng mới chỉ đắp thuốc băng bó cầm máu. Chàng đừng cử động mạnh, sẽ lâu lành lắm. Cảm ơn nàng đã lo lắng. Ta thấy khỏe hơn nhiều rồi. Ông làm nghề chèo đò sao? Vợ ta mất sớm, ta ở dậy nuôi con gái. Cha con ta chèo đò đưa người sang sông. Khi rảnh rỗi thì bắt cua, bắt ốc, đánh cá đổi lấy gạo muối sống qua ngày. Mẹ tôi cũng không may mất từ sớm. Cha con tôi cũng ở gần một dòng sông Hiền Hòa. Cha tôi tàn tật nên không đi đánh cá được, chỉ ở nhà đan lưới sống qua ngày. Tôi hàng ngày cũng đi chài lưới bắt cá nuôi cha. Vậy tại sao cậu lại bị thương? Không giấu gì ông, tôi tên là Ít Kiêu. Nhờ tài bơi lặn nên đã được theo tướng quân đánh giặc. Tôi được tướng quân tin tưởng giao nhiệm vụ phá hủy thuyền chiến của giặc. Nhưng không may bị giặc bắt được. Tôi bỏ trốn thì bị giặc lùng sục, đâm bị thương. Bọn giặc thật độc ác. Chúng hết lần này tới lần khác xâm lược nước ta. Dù bị đánh đuổi tan tác, chúng vẫn quay lại đánh tiếp. Ta nghe nói lần này, chúng còn cho rất nhiều thuyền chiến bao vây nước ta ở các cửa biển. Hả? Ông cũng biết những chuyện này sao? Tôi đang rất nóng lòng muốn quay về để hỗ trợ tướng quân. Vết thương của cậu chưa có lành. Nếu cậu hoạt động mạnh hoặc xuống nước sớm thì sẽ rất nguy hiểm. Cậu hãy cố gắng dưỡng thương. Khi cậu khỏe lại, biết đâu ta sẽ có cách giúp cho cậu.
Xin hỏi ông là ai? Tôi thấy ông không thể nào là một người lấy đò bình thường được. Con mời cha vào ăn cơm. Sao ta có thể nuốt nổi cơm khi cha con nàng phải ăn cháo nhường cơm cho ta? Cậu còn trẻ, lại cần ăn để nhanh lành vết thương, còn quay về giúp tướng quân làm việc lớn. Cha con ta chỉ nhường cơm cho cậu có mấy ngày thôi, cậu đừng có ngại. Yết kêu tôi thề với trời đất sẽ không bao giờ quên ơn giúp đỡ của cha con ông. Dưới nước không có bóng dáng kẻ nào đến quấy phá. Mấy hôm nay thuyền của chúng ta không bị đắm nữa. Hắn chỉ là một tên nói láo. Sau khi bị chúng ta dây bắt thì sợ hãi trốn chui trốn nhủi, không dám quay lại nữa rồi. Bẩm, có tin cấp báo. Quân ta ở các vùng biên giới đã tràn qua tấn công ở nhiều nơi và đã thắng được nhiều trận. Tuy nhiên cũng bị thiệt hại nhiều binh lính. Vậy thì thủy quân của chúng ta chuẩn bị chiến đấu thôi. Đánh nhanh thắng nhanh, chiếm được đất nước của bọn chúng ta.